Hello các cụ, hello các bác, các anh chị em. Hôm nay hơi khuya một chút rồi, thế nhưng mà thể theo yêu cầu của một số khán thính giả nơi xa, thì Việt Audio xin gửi đến quý vị một đoạn clip testing cái cặp loa toàn giải rộng của hãng Musical. Đây là một cặp loa tháo tủ đài của chiếc đài tích hợp của Mỹ cổ. Nó là một cái tủ đài. Hiện tại thì em đang dùng nguồn phát, nó là điện thoại. Ghép với lại cái âm ly, và hiện tại thì em đang đánh mộc nó thôi nhé, chưa thêm chép đâu. Đoạn đầu thì em sẽ mở nguyên nó thôi, đoạn sau em mới thêm chép. Mời quý vị lắng nghe. Cặp toàn giải rộng này thì nó có đường kính là 30 cm, màng giấy gân liền. Tuy rằng gần liền thế nhưng mà cái độ nhún của gần rất là tốt. Con này chơi nhạc vàng, nhạc cổ điển acoustic, ra vocal rất là hay. Quen biết em giữa một đêm thật tình cờ, sân ga vắng thương người và ngoài. Đặc biệt là nó chơi các cái dòng nhạc cụ giải chung thì cái tiếng nhạc cụ nó lên rất là tốt, như quý vị có thể thấy đấy, tiếng guitar rất là trung thực. Đây là một cặp toàn giải, nó có cái cụ từ là từ Enico. Đó, từ Enico. Và em đang đấu thẳng dây và âm ly. Đây là chưa có loa chép đâu nhé. Bây giờ em bật loa chép này. Em đang ghép thêm với lại cái cặp chép đầu đạn của hãng Datsac. Sao xuyên và tôi bước băng quăng vì chua cay lấn thẹn trở lại sân ga đón. Với cái cặp toàn giải rộng này thì chúng ta có thể ghép với những cái âm ly bán dẫn công suất nhỏ, âm ly đèn hoặc là các cái mạch class A chạy chip TDA cũng đánh rất là hay, đặc biệt là các cái dòng biệt thế xuất âm hoặc là xuất âm tụ thì nghe thì càng dẻo nữa. Ok, cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Và cái giá cho cái cặp toàn giải rộng này là 3,2 triệu đồng, giá chuẩn nét luôn đấy ạ. Cô nào có nhu cầu thì cứ alo cho em theo số điện thoại 0984 511460. Em ở Hà Nội và ship hàng toàn quốc, nhưng bên em không ship CD nhé các cụ.